Như vậy là chế độ thức cùng bóng đá đã chính thức được bật công tắc. Và một tháng tới sẽ là những chuỗi ngày đầy cảm xúc, vui, buồn, hỉ nộ ai ố theo nhịp bóng lăn đối với những tín đồ túc cầu trên toàn thế giới. 24 đội tuyển chắc chắn đều có chung một giấc mơ, đó là nâng cao chiếc cúp vô địch. Vậy còn giấc mơ của bạn tại Euro lần này là gì? Và hãy để cho HTV là nơi khởi đầu cho giấc mơ của bạn nhé. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì đồng hồ Việt Anh thì cũng đã 12 giờ kém 15 rồi. Chỉ còn 15 phút nữa thôi thì đã qua ngày mới. Tuy nhiên lúc này thì khác với những ngày bình thường, chúng tôi cũng đã bắt đầu tập làm quen với việc thức khuya. Và tôi nghĩ rằng những ai yêu bóng đá thì cũng sẽ không đi ngủ vào giờ này đâu, đúng không ạ? Xin chào anh. Không khí của Euro đã ngập tràn từ hơn một tháng nay rồi thưa quý vị. Đây, xin giới thiệu với quý vị. Nếu như mà ai đến với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể check in ở poster này Euro 2024. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phim trường A2, là phim trường sẽ thu truyền hình trực tiếp của chương trình Chung Một Giấc Mơ. Tiếp tục một nơi nữa mà Vy Anh rất muốn dẫn quý vị khán giả khám phá. Đó chính là phòng Master Control, Control Studio ở phim trường A2. Bao nhiêu con người đến phục vụ cho khán giả thôi. Độ tuổi khác nhau nè, rồi đến từ nhiều nơi khác nhau nè, nhưng mà chúng ta cùng chung một gì nhỉ? Chung một giấc mơ. Chung một giấc mơ. Chung một giấc mơ. Chung một giấc mơ. Với người hâm mộ thì đó là giấc mơ có thể hòa nhịp cùng với các cầu thủ. Còn đối với đội ngũ bình luận viên chúng tôi cũng có chung một giấc mơ, đó là cống hiến được, truyền lửa được đến với người hâm mộ. Đó là giấc mơ lớn nhất của anh em chúng tôi. Mơ mà tại sao không mơ lớn? Tất cả các khán giả hâm mộ bóng đá đều có thể theo dõi trọn vẹn tất cả những trận đó. Và chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt với công việc của mình. Tất cả các khách mời của HTV đều có chung một giấc mơ, đấy là tạo nên một bầu không khí sôi động để có thể mang đến cho khán giả những cái trận đấu vô cùng hấp dẫn. Riêng năm nay thì giấc mơ của Bách nó cụ thể hơn, là Bách kịp visa để có thể xem trận bán kết Euro này. Giấc mơ là sẽ mang đến một kỳ Euro 2024 thật là trọn vẹn, thật là bùng nổ đến toàn thể quý vị khán giả, những người luôn dành tình yêu thương cho HTV. Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực. Một câu nói nổi tiếng của John Lennon, ban nhạc The Beatles. Và chúng ta tin rằng khi nhiều người có chung một giấc mơ và cố gắng nỗ lực hết sức mình, giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.